vào Nam chút xíu nha, bổ sung xíu đi. Dạ rồi. Dạ Thì rồi, dạ rồi. cái này tôi không nghe lịch sử mà tôi nghe ông già tôi kể nha. Ông già tôi hôm nay hơn 100 tuổi rồi. Ông nói hồi Dạ. xưa là khi mà ký hiệp định Geneva đó, Never đó, thì coi như là Ngô Đình Diệm nó nằm bên đây rồi đúng không? Anh em Ngô Đình Diệm là cái dạng là dân là Thiên Chúa giáo. Thì dân Chúa giáo thì ổng mới tiên ông Diệm mình ổng tiên truyền cho dân Thiên Chúa giáo của ổng là đi theo ổng. Thành ra là ổng tiên truyền một cái là Thiên Chúa giáo thì ổng là tổng thống rồi đúng. Bên bên kia thì nó theo ổng cái gì nó dễ theo thôi gì chạy theo ổng thôi, còn cái dạng mà dân vợ thì phần nào thôi chứ không nhiều đâu. Ông già tôi là sao Bắc Kỳ nó vô đây quá nhiều mày, ông kể đó. Vì tôi cũng khi đôi khi tôi ngồi chơi ổng họ kể là tụi Bắc nó vô đây đông lắm, bởi vì ông Ngôn vậy mà ổng là cái như khương cứu giáo đó, rồi ổng Dạ. tuyên truyền cái nào đó thì nó xuống tàu nó vô đây cũng gần gần cái triệu người đó. Biết có hay không nhưng mà tôi không có gần, nhưng mà tôi không nghe lịch sử, nhưng mà ông già ông kể thôi. Dạ. Thì nó là dân này, tôi không có nghe tuyên truyền một bên bên nào hết á, tôi nghe là nghe như là cha mẹ tôi kể lại, anh em tôi kể lại chuyện hồi xưa, mà anh già tôi cũng trên 100 tuổi rồi. Dạ. Với cái nữa là tôi đặc điểm mà tôi thấy thực tế tôi sống hai chế độ mà, thì tôi nói ra thôi chứ còn cái chuyện nghe người ta là tôi không nghe. Tôi nghe ông già tôi, ba má tôi, anh em tôi nghe thôi. Thì Dạ. tôi nói cái vụ mà cái chế độ ha, thì tôi nghe tụi ba que nói cái chế độ này sao sao lưu thứ, như tôi nói như thế này, chế độ nào cũng có cái sai lầm hết trơn, cái hay có cái dở có đúng không. Nếu là mình là người dân yêu nước á, thì cái đất nước mình nó có dở cái gì đó thì mình phải bồi đắp vô, mình cùng nhau xây dựng đất nước đúng không. Chiến tranh rất là dài từ từ cái như là Mỹ Pháp rồi tùm lum hết trơn, Nhật gì tùm lum hết trơn, bây giờ cái một ghẻ hay hơi cái khụi cho nó tè lẹ chứ chết bà luôn rồi, đâu có được. Mình yêu nước nên mình phải cùng nhau xây dựng đất nước đúng không. Còn đất nước mình có hơi 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 cái nó, mấy cái chỗ như cảnh sát giao thông hay dù bộ đội mình đi đi cứu dân dùng lũ này kia nó sao sao xong nói đi xong nói, mà lại thấy cái chỗ nào hơi thẹo chút xíu quay clip lên đưa lên đúng không, cái đó không công bằng. Ông già tôi ông kể cái chế độ hồi xưa thế này, ông sống ở Pháp mà ông kể là hồi xưa nó khổ ghê lắm kìa, cái thế thân đó nha phải đóng đó, phải đóng mà đóng thế thân, mà nếu không có đóng nổi thì cái môn mà trốn nữa. Bởi ông già tôi ông trốn thế thân ở Vĩnh Long, ông mới về dưới quê này ông sinh sống, ông nói rất là khổ. Sinh sống thì coi như mình khai quang phục hóa đất đai phải không, khai quang cái mình nó không nói gì nữa. Khi tới rồi mình có cái cơ ngơi, mình có đất trống trải rồi đó, cái mấy địa chủ mới sao, mấy địa chủ nó mới làm bằng khoáng bằng gì không biết, nó làm cái đầu cái mấy pháp ký gì nó cái nó giật mình luôn à, đất của mình làm nó lấy luôn à, nó lấy của nó. Mình nông dân mình biết mẹ gì ông già ông kể gì đó, rồi sau này ông già tôi khai khẩn độ 200 đất gì đó, 200 công nha, thì nó lấy cho mẹ nó rồi cái nó cấp lần già tôi 100 công, nó già 2 châu một năm phải đóng thuế cho nó gì vậy không biết, mà khi mà làm 2 châu nó cày bừa suốt năm người làm hết hết mùa cái cũng đông đông nó rồi hết trơn mẹ rồi không còn đủ ăn nữa, thành ra phải dây lại nó, dây lại nó dây là ông hội đồng trạch chứ ai đâu, là ông trạch là như là ông già có công tử Bạc Liêu á, Bình Dương biết cái gì Dạ rồi. đó vậy, vậy đó. Thì sống thì thời gian dài thì cũng làm mướn làm thuê thôi không cách nào chứ, rồi cuối cùng hàng năm nó thì đi cắp lúa, cấp lúa là cấp lúa của mình á, mình làm là nó cấp á, mình đạp ra mình giấu, rồi ông Tường Khảo, Dạ rồi. giờ cánh con cháu ông giờ còn đây nè, ông luôn đi kiểm tra, ông mẹ ông quýnh còn nèo thấy bộ nội luôn, nó đánh rồi ông xưng đít hết trơn chứ chơi đâu, nó khổ lắm chứ chơi đâu. Hơn cái là ông già tôi nói là hơn cái là cấp á, mới sống được á, rồi sau này ông công tử Bạc Liêu ông mới lớn lên ông đi Pháp ông về rồi ông mới xù ba cái nợ thì cũng quá nợ luôn à, nó có ngàn giả lúa thì sao chịu nổi, người nào cũng nợ bao la luôn, cuối cùng thấy ông gì ông được cái đó, nghe mình nói ngay ông già ông thì độc thiệt nhưng mà ông thì được, ông về mấy ông cho lợi bà con mình, bà con nợ nhiều quá thấy khổ quá thì ông cho ông xóa nợ cho mình. Chứ cái ông được cái là lâu lâu mà ông nghe nói chỗ nào dùng nào mà lụt bão gì heo là ông xuống ông phát lúa, thì mình cầm cái giấy thế thân đó mình ra cái ông cho mình giác bao gạo hay bao lúa gì đó về sống, ông tử Bạc Liêu cũng được cái đó đó, mình nói ngay vậy đó. Dạ Ông già rồi. đừng kể nha, tôi không có biết gì đó.
mình không giống đâu nha nhân hoàng võ. Thứ nhất á, là chí phạm lỗ tai nó dảo ra dày, cái là một. Cái thứ hai đặc biệt là cái tư tưởng của mình nó hoàn toàn không giống chí phạm nha nha, nên phải nói kỹ lại, đừng có nói là gì giống không có giống nha. Tôi nói cái chế độ mình một cái, bởi vì tôi ở đây cũng thời gian cũng hơi dài. Chế độ mình cái là đôi khi mấy ông bên kia nói bên đây không có lo cho dân đúng không, thì 2 3 năm trước tôi còn sức khỏe còn tốt á, tôi nhà nước mình có quen gây những cái quỹ như quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ như người nghèo nè, đúng không, rất nhiều cái quỹ rồi để góp, gọi là tôi đi xin này chứ đâu, xin vận động nè, thì người ta cũng cho, thì mình cất, nhiều người nào nghèo quá mình cất nhà cho người ta, ví dụ như người bộ đội hồi xưa mà đi kháng chiến mà giờ nghèo quá đó, thì cái quỹ đền đáp nghĩa cất cái nhà ta cũng mấy chục triệu á, 30 20 triệu rồi đó, tùy theo đó, cũng có hết chứ không có đâu. Tại vì dân mình, đúng ra dân mình nếu mà chịu làm thì không ai nghèo hết chứ, tại chịu làm thôi chứ làm sao mà không có được. Còn cái vụ mà tại sao mà cộng sản của mình á, nói mày cộng sản đi, là sao mà giải phóng được miền Nam, bởi vì là cộng sản của mình được lòng dân thắng gì đó, dân là cũng như là ủng hộ dữ lắm, mới thắng thôi, chứ dân mình không ủng hộ thì đâu có thắng được đúng không. Việt Nam Cộng Hòa thì ông nghĩ coi, Mỹ đó viện trợ một năm cả tỷ đô chứ bỏ đâu, cả tỷ đô la một một năm, rồi coi như là quân chư hầu gì tùm lum, quân Hàn Quốc gì, Thái Lan gì, Philippines nó qua, nó qua nữa, rồi lính tấn công gần gần 1 triệu rưỡi người chết đâu, mà nói cái tròn tròn thôi mà đánh không lợi người ta là lấy sao sao này, vì không có được lòng dân nó là vậy đó. Dạ, nói chung thì về cái này á, em anh cắt lại chút xíu anh non. Em Rồi. để cho anh cư xá Duy Tân lên anh chốt là cái vấn đề mà bắt người bắt di cư đó đã. Rồi có gì Rồi em mời rồi. anh chia sẻ lại cái vấn đề này, tại vì để em chốt lại vấn đề này. Miền Bắc có 17 triệu mà trong đó 600.000 người là trí thức. Vậy khi mà di cư xong á, nguyên một cái miền Bắc là toàn là người thất học hết hả? Không còn ai hết hả? Vẫn chơi hoài. Anh đã nói rồi, những người mà di cư á, là đại đa số là có liên hệ đến Pháp, họ bắt tay với Pháp. Thành phần thứ hai là tiểu thủy sản, thì còn bao nhiêu là thành phần nông dân với lại Thiên Chúa giáo, và Thiên Chúa giáo là nông dân đấy. Ok, khoan, để cho anh nói này, để anh đính chính với cái này nha. Bình Dương bà nãy nghe Bình Dương nói là anh là anh cũng di cư, anh không có di cư, ok, anh sang trong Nam, ok, anh chưa có, anh không có đủ già, gia đình anh di cư thôi, anh không có đủ già để mà Gia đình anh gia đình anh di cư, anh không có sang ngang ngoài Bắc, thì là một. Với lại thứ hai là anh chỉ có muốn đem cái ví dụ mà gia đình anh nghe bố mẹ anh kể thì là họ di cư vô Nam bằng cách như thế, ví dụ như máy bay này đó. Nhưng mà không có nghĩa, anh không có ý khoe hay gì nha, anh chỉ có muốn nói là một ví dụ để nói là mình chỉ là một cái thiểu số rất là nhỏ. Tại vì di cư 1 triệu người ngoài Bắc ấy, mà dùng máy bay ấy, không có máy bay nào mà có thể mà tải nổi hết trơn đó, lại không có ngân quỹ nào mà có thể nào mà làm được cái việc đó. Thành ra tàu há mồm là một cái phương pháp mà nhanh nhất. Thì đại đa số những người Bắc họ di cư qua đây rồi bắt đầu họ có cuộc sống mới, rồi họ ăn học mà kia, rồi họ cũng trở thành từ nông dân, có thể họ tiếp tục là nông dân hay là đánh cá hay là họ trở thành người trí thức nếu mà họ theo đuổi một con đường khác. Ví dụ những người Bắc sau này họ có học này kia không có nghĩa là ngày xưa họ là trí thức, đúng không? Với lại mình chung quanh mình thấy người Bắc á, trí thức nó không có nghĩa là tất cả những người Bắc di cư đều là trí thức, không phải vậy. Cho nên mình phải dựa theo cái tài liệu mà nói, chứ mình dựa theo cái khách quan mình nhìn chung quanh mình, ô ông này người Bắc trí thức, ông kia người Bắc trí thức, xong mình kết luận là tất cả những người Bắc, hầu hết những người Bắc di cư 60%, 50%, 70%
là trí thức, không phải. Nói lại lần nữa là nếu mà không tin thì đừng có, không cãi anh làm gì, mình cứ đi mình nghiên cứu đi, tài liệu bây giờ ngày nay nó đầy trên internet đó. Coi tài liệu, anh coi rất là nhiều tài liệu, không có làm gì có chuyện mà 60% hoặc là 600-700 ngàn người di cư là toàn là người trí thức hết, không có chuyện đó. Nước Việt Nam mình ở cái thời gian đó là bị thuộc địa ở Pháp, mà Pháp là dùng chính sách là ngu dân để trị, làm gì mà ngoài Bắc có 600-700 ngàn người là trí thức được, nó chỉ có một số nhỏ thôi, nó dùng những người trí thức đó, nó dùng những người đó cho mục đích của nó, cai trị Việt Nam mình, đúng không? Yeah. À, với lại những người mà bắt di cư, tại sao nó muốn di cư những người bắt vào? À, đó là chính sách của Mỹ, nên mới nói là tuyên truyền, là tại vì Mỹ nó đang trong cái thời gian mà chờ để tổng tuyển cử, Mỹ nó có một cái, nó có một cái gì đó, nó dùng thử, nó một cái mưu đồ của nó. Mưu đồ của nó là rõ ràng nó muốn phá hoại cái hiệp định Geneva. Thì nó muốn đem người Bắc nó vào để làm gì? Đương nhiên người Bắc nó vào thì họ sẽ bầu ngôn nhiệm, tại ngôn nhiệm cũng là Thiên Chúa giáo, đúng không? Đúng không? Thì ngôn đình nhiệm không có đem những người Bắc nó vào. Nãy anh Giác Hồ nói nó hơi hơi chặt ở chỗ đó, anh muốn chốt lại chỗ đó. Là ngôn đình nhiệm á, cũng như 1 triệu người Bắc di cư cũng chỉ là một cái con bài của Mỹ thôi. Ngôn đình nhiệm không có một cái kế hoạch gì trong đó hết. Mỹ có kế hoạch đem ngôi đình diệm về để dựng lên Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời Mỹ cũng tuyên truyền để đem 1 triệu người Bắc vào để làm kế hoạch dùng những người đó bầu cho ngôi đình diệm. Còn ngôi đình diệm chả có một kế hoạch gì. Ngôi đình diệm là tổng thống, nói chung là tổng thống không có khả năng. Ok, ngôi đình diệm, nói về ngôi đình diệm thì anh không kết lắm, tại vì chế độ đó không tốt. Ok, bây giờ anh trả lời về cái vấn đề, anh chốt về vấn đề di cư rồi, bây giờ nhân tiện cho anh nói qua ngôn ngữ chút xíu được không? Hơi hơi lạc đề, hơi lạc đề chút xíu, mà anh xíu. Nếu mà em ok anh nói ngôn ngữ khi mà lên làm về Việt Nam á, ngôn ngữ là người từ trên trời rơi xuống, không ai biết ngôn ngữ ai hết. Thành ra Mỹ biết nếu mà có cái cuộc tổng tuyển cử nó xảy ra thì Hồ Chí Minh sẽ là người đắc cử, chắc chắn 100% vậy, là Việt Nam sẽ nhuộm đỏ, chứ không có làm gì mà Ngô Đình Diệm mà có thể thắng được. Cho nên Mỹ phải phải phá cái hiệp định đó, tìm cách ngăn chặn cái hiệp định nó xảy ra. Thì Mỹ đã đạt được cái mục đích đó, là Mỹ đã tìm ra được Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Diệm là người thích hợp với lại cái con bài của Mỹ. Thích hợp là như thế nào? Ngôn nhiệm là người Thiên Chúa giáo, đó là cái điều kiện thứ nhất. Điều thứ hai là ngôn nhiệm tuyên bố là tôi tin tưởng tuyệt đối ở giáo hội La Mã, do đó tôi chống cộng triệt để. Cho nên có 1-2 yếu tố quan trọng đó. Còn cái vấn đề mà ngôn nhiệm có tài hay không quan trọng. Ngôn nhiệm mà nói thêm nữa là ngôn nhiệm, tại sao ngôn nhiệm mà không phải là người Thiên Chúa giáo khác? Tại vì ngôn nhiệm là tại vì ngôn nhiệm được móc ngoặc, gia đình ngôn nhiệm cũng mạnh, đúng không? Ngôn nhiệm có anh hay là gì đó là tổng giám mục gì ấy. Thì các ông tổng giám mục đó lại quen lại các ông tổng giám mục ở địa phận New York tên là Francis Spellman. Thì cái ông Francis Spellman đó, ông bắt tay lại anh ngôn nhiệm hay sao, anh nếu mà nói sai mọi người chỉnh anh lại, thì bắt tay là cái ông anh của ngôn nhiệm, thì anh ngôn nhiệm đưa ngôn nhiệm ra, thì ông Spellman ông cũng có cái mục đích riêng của ông, cái mục đích của ông là cái tham vọng của ông là ông muốn trở thành đức giáo hoàng đầu tiên của Mỹ, nhưng mà cái mộng ông thất bại. Cuộc chiến tranh Việt Nam đã thất bại, thành ra ông không thực hiện được. Thì khi mà ông muốn thực hiện cái mộng đó, ở cái thời gian ông muốn thực hiện cái mộng đó, ông phải làm đủ mọi cách, đúng không? Ông phải giúp cho giáo hội lại chính phủ Mỹ có thể mà ngăn chặn cái sự thống nhất của Việt Nam.
Thế là đưa Ngô Diệm về. Ngô Diệm được đại đa số những người di cư bầu. Mà trong cái bầu cử mà của Ngô Diệm là nó có gian lận trong đó, Bình Dương biết phải không? Nếu mà ai không biết, ai không biết mà ngồi phản lại thì mình không muốn phản, tại chả có gì để phản hết. Tại cái đó là lịch sử rồi. Thì cứ việc lên trên Google mà search, hay là cũng chả cần Google. Nếu mà người nào ở bên Mỹ thì lấy cũng mấy cái sách lịch sử của con mình nó học đó, mở ra đúng cái trang đó, nó nói ở trong đó, Mỹ nó cũng đâu giấu đâu, nó nói là Ngô Diệm gian lận cái bầu cử đó, là cái số người bầu cử lên tới như 700 mấy chục ngàn người, mà trong khi những người mà đăng ký bầu thì có 400 mấy chục ngàn. Chưa đâu chị, mình chưa nghe nói không? Dạ. Cái số người đăng ký chưa tới nửa triệu, mà cái số người bầu cho Ngô Diệm là trên nửa triệu, gian lận rồi đúng không? Xong rồi Ngô Diệm về, xong rồi cái kế tiếp là Ngô Diệm tìm cách chốt phế ông Bảo Đại. Tại Bảo Đại lúc đó là quốc trưởng, phải không? Quốc trưởng của miền Nam. Nhưng mà nên nhớ là Ngô Bảo Đại là người của Pháp, đúng không? Pháp đem về, đúng không? Bên đấy nói Mỹ không xài Bảo Đại nữa. Bảo Đại là người của Pháp, Pháp là thằng thất trận, cho nên Bảo Đại cần phải ra đi. Thì Ngô Diệm sẽ thay thế Bảo Đại. Nhưng mà Mỹ không thể nào mở miệng ra nói là đẩy Bảo Đại đi, phải dùng Ngô Diệm đẩy đi thì nó mới danh chính ngôn thuận. Thì Ngô Diệm chốt phế Bảo Đại. Thì bắt đầu Ngô Diệm lên làm tổng thống. Ngô Diệm làm tổng thống thì chống cộng thì không bao nhiêu hết, tại cũng đâu có cộng sản đâu mà chống. Lúc đó miền Bắc đang củng cố lại về mọi mặt, chưa ra một kế hoạch rõ ràng, tại vì bị Mỹ nó can thiệp chia đôi đất nước mình, mới đánh trận Điện Phủ cũng tổn thất khá nhiều, bây giờ lại phải đối phó Ngô Diệm, mà Ngô Diệm lại được Mỹ nó hậu thuẫn và nó đổ biết bao nhiêu tiền vào, nó mạnh quá. Thành ra miền Bắc chưa làm gì hết, thành ra đâu có cộng sản đâu mà đánh. Thì Ngô Diệm phần lớn là do thanh trừng các đối lập, đúng không? Cộng với lại lo cải đạo ở miền Nam, tại vì Ngô Diệm là người cuồng tín, đúng không? Thì Ngô Diệm thay vì Mỹ đã đem về phải phục vụ cho cái quyền lợi của Mỹ, thì Ngô Diệm đồng ý, nhưng mà sau đó thì tự nhiên lại bị giống như là bị chảnh mạng cái vấn đề phục vụ cho Mỹ, mà lại lo phục vụ cho giáo hội, phục vụ cho cái tôn giáo mình, thì bắt đầu mới đưa gia đình này kia vào, tất cả anh em gia đình bên cả bên vợ nữa vào trong cái chính quyền, nó trở thành cái chính quyền, nó trở thành Ngô Đình Chị, quên gia đình chị, rồi gia đình chị, đúng không? Rồi Ngô Đình Diệm đưa ra những cái luật mà rất là tàn ác, ví dụ như luật 10 năm 1959, là cái luật đó là nó cho phép là chính phủ Ngô Diệm bất cứ những ai mà nghi ngờ là cộng sản không cần phải đưa ra tòa xử gì hết trơn, là xử liền à. Mà xử là biết là xử tàn ác, có thể xử chết luôn. Thì đương nhiên cái luật nó nguy hiểm quá, tại nó tạo ra những người mà nó có cá nhân trong đó, có nhiều người nó lạm dụng cái quyền, nó xử những người nó có thù oán cá nhân, nó chỉ cần nó đội cái mũ cộng sản lên là nó xử người đó. Rồi chưa kể Ngô Diệm lê cái máy chém, mà cái máy chém là cái máy nó quá xưa rồi của thực dân Pháp, nó sáng chế là cái máy đó từ cái thời anh biết thời nào, Bảo Đại cởi chuồng hay cái gì lâu lắm rồi. Thì á, bây giờ Ngô Diệm lại lôi cái máy chém trở lại để lê khắp miền Nam, để chặt đầu những người yêu nước. Rồi cái chính phủ Ngô Diệm tệ ở chỗ là Mỹ nó đem Ngô Diệm về, nó đâu biết gì về Ngô Nhu đâu, nó chỉ biết Ngô Diệm thôi. Nhưng mà Ngô Diệm lại muốn Ngô Nhu đi song song với mình nắm quyền. Thành ra Mỹ nó đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nó phải chấp nhận. Thì thành ra Ngô Nhu dọn vô trong ở chung lại Ngô Diệm ở Dân Độc Lập,
đúng không? Rồi vợ Nguyên Nhu tự nhiên cái trở thành đệ nhất phu nhân, nghe em thấy nó có lý không? Đệ nhất phu nhân có nghĩa là vợ của tổng thống, mà cái mẹ Nhu này là vợ của Ngô Đình Nhu chứ đâu phải Ngô Đình Diệm đâu, mà bà này tự nhiên trở thành giống như là được gọi là đệ nhất phu nhân, nghe là thấy quái đản nữa đó. Đó là mà vợ của bà Nhu thì cũng là một người đàn bà mà cũng ghê gớm lắm. Trong cái thời gian mà có những cái mâu thuẫn giữa Phật giáo với lại chính phủ Ngô Đình Diệm thì bà Nhu đã tuyên bố một câu sanh dần mà rất là phản chính trị, phản dân chủ. Bà nói là mấy ông sư này á, ông mà tự thiêu thì chúng tôi sẵn sàng cung cấp xăng, cung cấp xăng. Tăng Thành ra tụi Mỹ nó bàng hoàng, nó nghe những cái câu nói này nó bàng hoàng, nó nói chứ trời, tụi tao bỏ tiền ra để nuôi một cái chế độ này mà có những thành phần trong cái chế độ này nói những câu như thế sao? Nó khủng khiếp lắm. Nói về vấn đề tôn diện thì nó lại lạc qua cái vấn đề mà tại sao có cái mâu thuẫn giữa Phật giáo với lại chính phủ Ngô Diệm. Thì cho anh chia sẻ cái này theo cái hiểu biết của anh, Dạ rồi. thì tại vì nhiều người, có thể những người, nhất là người trẻ, họ không hề biết đâu, cộng lại mấy ông cờ vàng bên này cho dù có già cái nào cũng chả biết, tại đâu có chỗ đọc lịch, đâu chỗ đọc lịch sử đâu, chắc chắn luôn ông EQ ngồi dưới cũng chả biết. Là cái năm 1963 thì trước đó một tuần thì như cả miền Nam chăng cái cờ vàng vàng trắng để là cờ của giáo hội La Mã để chúc mừng một người, một thành viên trong gia đình của ông Ngô Diệm lên nắm chức giám mục hay gì, anh không nhớ rõ tên đâu. Dạ. Nhưng mà sau đó một tuần thì lại là lễ Phật đản, thì người dân Việt Nam mình nó đại đa số họ là người Phật giáo đúng không? Thì họ là người Phật giáo thì ngày Phật đản thì họ treo cờ Phật đản, chuyện nó bình thường đúng không? Nhưng mà chế độ Ngô Đình Diệm lại cấm không cho người dân treo cờ Phật đản. Khi mà cấm người dân treo cờ Phật đản như vậy thì người dân người ta bức xúc, người bắt đầu người ta phản đối, người ta phản đối trước đài phát thanh ở Huế. Thì thay vì chính phủ Ngô Diệm giải quyết vấn đề đó, giải thích với người dân hay là đi đến một cái thỏa hiệp nào đó cho nó hợp ý hai bên, nhưng mà thay vì đó thì chính phủ Ngô Diệm lại là đàn áp. Trong cái sự đàn áp đó thì có sự cố xảy ra là bắn vô người dân, bắn vào người dân là làm chết cũng nhiều, à trên dưới chục người, và trong đó cũng có trẻ em nữa. Cái đó nó tạo ra cái sự mà gọi là mâu thuẫn giữa Phật giáo với lại chính phủ Nguồn Diệm. Cái đó nó cũng chỉ là một giọt nước làm tràn ly thôi. Thật ra chính phủ Nguồn Diệm từ hồi nào giờ là phân biệt tôn giáo, những người mà Phật giáo họ không có nhiều cái, họ không có nhiều cái, Cái thiện cảm đối với ngoài cái vấn đề thiện cảm họ không có nhiều cái quyền lợi trong cái, ví dụ chữ quyền lợi, họ không có được, họ không có được cái lợi trong cái chính phủ đó trừ khi nào họ đổi cải đạo. Thì có nhiều người đó, anh biết là gia đình họ cải đạo trở thành Thiên Chúa giáo từ cái thời Ngô Diệm. Mà cải đạo thì có nhiều quyền lợi lắm, thì Ngô Diệm dùng cái viện trợ của Mỹ chia sẻ cho họ. Thì thấy rõ ràng là một cái chính phủ mà phân biệt tôn giáo vậy là chính phủ không tốt đúng không? Cộng với lại cái thế giới ngày nay, một cái chính thể mà mang hơi hám tôn giáo là chính thể nó cần phải được phế thải. Tại vì ngày xưa, nhất là thời Trung Cổ, khi mà ở châu Âu, khi mà triều đình này kia nó đi song song với lại tôn giáo, với Thiên Chúa giáo, làm mưa làm gió, con người không có, người dân không được lợi lắm.
cho đến ngày nay á, thì cái chính thể mà tốt nhất đó là chính thể, cái tích nói chung là cái chính thể tốt nhất là chính thể đó phải không có liên hệ tới tôn giáo. Tại vì nếu chính thể liên hệ đến tôn giáo thì giờ mình tôn giáo nào? Không lẽ tôn giáo Thiên Chúa giáo, không lẽ Phật giáo, hay là Hòa Hảo, hay Đạo Dừa, trên tốt hơn hết đó là mình phải bỏ tôn giáo qua một bên. À, nói ví dụ nha, trong mấy cái dinh dinh thự của chính quyền này, nhà nước thì kia không bao giờ có trường hình Phật hay là tượng Phật hay là tượng Chúa hay là trái dừa hay gì, không có bao giờ có chuyện đó được, phải không? Cho nên cái này anh nói ngược trở lại là chính thể Ngô Hồng Diệm là chính thể Thiên Chúa giáo. Thậm chí Ngô Hồng Diệm á, còn dùng một cái ngày nào đó mà anh quên ngày rồi, là dâng miền Nam cho Đức Mẹ đó, nghe nó vô lý không? À, làm lễ dâng cho Đức Mẹ. Anh không có binh Phật giáo, anh cũng không binh đạo nào hết trơn, nhưng mà anh thấy cái đó là không đúng. À, cái đó thì cái kết quả cho thấy là nó như thế nào là biết rồi. Thì tất cả những gì mà anh giải thích thì nó cũng liên hệ đến di cư của miền Bắc thôi, đúng không? Miền Bắc di cư. Dạ đúng đúng nó đều phải có liên quan tới vấn đề di cư. Rồi nhân tiện nói về cái này, anh sực nhớ ra cái này để nói nhanh đó. Và có nhiều cái những Dạ nguyện luận mà người chống cộng họ ưa nói, ô miền Nam mình giờ so đi, so sau năm 1954 miền Nam miền Bắc miền nào ngon hơn, miền Nam mình có bia có rượu có cà phê thuốc lá này kia, có nhảy đầm âm nhạc này kia, miền Bắc nghèo nàn, thì cái câu trả lời anh như thế này nè, anh nhớ nhớ anh là người miền Nam nha, anh trả lời thế này nè, Dạ. là miền Bắc ấy, bị Mỹ ấy, nó bất ngờ nó làm mà mình chưng hửng luôn, là trong cái hiệp định Geneva là nó gạt mình, nó cướp miền Nam ra khỏi cái nước Việt Nam của mình. Thì miền Bắc ấy, đang chuẩn bị, miền Bắc đang quân sự hóa cái miền Bắc, quân sự hóa miền Bắc để chuẩn bị để thống nhất đất nước bằng những phương pháp, bất cứ phương pháp nào, phương pháp có thể là ngoại giao hoặc là quân sự nó cần thiết. Thì khi mà mình quân sự hóa miền Bắc ấy, làm gì có chuyện mà đi nhảy đầm lại ra quán bar có chuyện đó được. Mà Đâu kết anh quả là thấy rõ ràng, nếu mà miền Bắc ngày xưa mà cũng nhảy đầm hay là nghe nhạc nhẹ nhạc mạnh này cái giống Việt Nam thì ngày nay nó đã khác rồi, đúng không? Nên ngoài Bắc á, là quân sự hóa miền Bắc. Mà khi mà quân sự hóa miền Bắc á, thì như anh nói á, không có mấy cái màn đó đâu, không thể có mấy cái màn mà như miền Nam được. Cái đó thì anh hy vọng mà giải thích những người những cái cho những cái nguyện luận đó, nguyện luận không có thuyết phục anh. Bây giờ thống Dạ nhất đất rồi nước ạ. rồi thì miền Bắc cũng như miền Nam hay miền Trung thì cứ thoải mái đi nhậu đi, không bình thường mà có sao đâu. Dạ. Dạ. Thôi anh nhớ được như vậy thôi, anh còn nhiều còn nhiều nữa Dạ nhưng mà rồi, ok anh để anh. dành cho người Dạ khác rồi, cảm ha.